Vâng, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta chơi cái phần A, phần phiên khúc bằng cách là chúng ta móc tay. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đến phần thứ B, đó chính là phần quạt chả. Không quá. Ok, thì phần B thì để thay đổi màu sắc bài hát thì chúng ta sẽ chơi phần quạt chả. Quạt chả thì một cái tiết tấu mình sẽ hướng dẫn bạn rất là đơn giản, đó chính là cái tiết tấu nó sẽ gọi là như thế này. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Thì cái bài về tiết tấu bữa trước mình có hướng dẫn các bạn về cách sử dụng những con số đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng con số thì chúng ta sẽ chơi cái nhịp nó sẽ chắc hơn và chúng ta có thể là biến tấu ra nhiều cái phong cách chơi nó hay hơn. Thì với cái bài bữa trước thì mình đã hướng dẫn là cách để chúng ta đọc cái tiết tấu bằng cách con số là ví dụ như này. Chúng ta vỗ tay này. 1, 1, 1, 1, 1. Một thì cái một 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 như vậy thì nó dành cho tiết tấu dành cho nốt đen, và sau đó thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta dành tiết tấu dành cho nốt móc đơn và móc đôi. Móc đơn thì chúng ta lại đọc thêm này, một và hai, no sorry, một và một và một và một và một và một. Thì cái tiết tấu dành cho móc đơn thì chúng ta lại có thêm cái chữ và vô, còn cái tiết tấu dành cho nốt móc đôi thì chúng ta sẽ một hai ba bốn cho dễ này. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Thì chúng ta có thể áp dụng cho cái đàn, để mình nhắc lại thôi nha. Áp dụng cho cái đàn như sau. Tiết tấu dành cho nốt đen là vậy. 1 1 1 1. Nghĩa là khi chúng ta đánh chúng ta dậm chân theo. Chúng ta dậm chân xuống thì tay chúng ta xuống luôn. 1 1 1 1. Còn đây là tiết tấu dành cho nốt móc đơn, chúng ta sẽ một và một và một và một và một và một và tiết tấu dành cho nốt móc đôi chúng ta sẽ đọc như nào. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Đó. Thì tại sao mình nên nhắc lại cái kiến thức đó? Bởi vì cái phần hướng dẫn tiếp theo thì nó lại liên quan đến cái chuyện đó. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tập cái tiết tấu là 1 2 3 4 mà chúng ta không có đánh số 2, chúng ta sẽ đọc như sau. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ con số 2 thành sao? 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4. Thay vì chúng ta đọc số 2 thì chúng ta sẽ đọc chữ chặt giống như chữ bỏ đó, chặt bỏ đó. 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4. Và cái chiều tay chúng ta vẫn cứ lên xuống, 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4. Thì cái chữ chặt thì bạn chỉ chú ý là chúng ta không có đánh vô thôi. Còn những cái con số khác thì chúng ta đều đánh vô hết. Nè, 1 chặt xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 1 chặt. Chặt là chúng ta kéo tay lên mà chúng ta không đánh vô thôi. 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4. Được chưa? Đó thì chúng ta sẽ có tiết tấu là 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1. Ok. Rồi, mình sẽ hướng dẫn tiếp này. 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1 chặt 3 4 1. Đó, thì khi bạn đánh chậm là như vậy, nhưng khi đánh nhanh sẽ 1 chưa? Và bạn đầu tiên bạn tập cái tiết tấu đó trước. Và sau đó thì chúng ta lại thêm một cái con số 1 phía trước nữa. 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 3 4 1. Thì cái con số 1 đầu tiên thì giống như hai cái lần dậm dậm chân xuống, đầu tiên thì bạn đánh xuống hết. 1 này chưa? 1 này. Đó. 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 3 4 1. Thấy chưa? Thì chúng ta sẽ có tiết tấu giống như vậy. 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 3 4 1. Và nếu chúng ta đọc theo cái chiều thì chúng ta sẽ có là xuống 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 lên xuống 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 lên xuống 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 lên xuống. Và tại sao mình lại hướng dẫn các bạn cái con số? Bởi vì khi mà mình hướng dẫn về chỉ có cái chiều không á, xuống 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 lên xuống, thì nhiều bạn sẽ cảm giác rất là khó được vô được đúng cái nhịp á, bởi vì chúng ta nhiều khi chúng ta không biết chúng ta xuống lúc nào, chúng ta lên lúc nào, đúng không? Rất là khó. Cho nên nếu mà chúng ta áp dụng theo cái con số thì bạn sẽ vào rất là chuẩn luôn.
đó, mình sẽ hứa các bạn là sẽ vào rất là chuẩn. Cho nên bạn chịu khó tập cái bài này thì bạn sẽ có được cái tiết tấu rất là chuẩn luôn. Này, số nè, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1, đó. Và bạn hãy cố gắng tập cái phần 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, chặt 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 3, 4, 1. Đó, bạn tập đi tập lại nhiều lần thì bạn sẽ rất là vững được chơi tiết tấu và chúng ta sẽ chơi được cái phần B tốt hơn. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn phần B bằng cách là chúng ta học theo tiết tấu mới nha. Anh nào biết, anh nào có hay, anh phúc trôi qua tay giấc mộng tan. Bạn thấy này, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 1, 1. Này, đó, phần ta pha 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 quên rồi lại nha, phần B mà chúng ta đệm bài tình thôi xuất sắc, chúng ta sẽ đọc này, 1 1 3 4 1 1 3 4 chuyển nha, 1 1 3 4 1 1 3 4 chuyển đó. Bạn đọc theo con số 1 thì bạn sẽ dễ đọc hơn đó. 1 1 3 4 1 1 3 4 chuyển, có nghĩa là bạn sẽ đọc 4 lần 1, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4 chuyển. Đó, bạn nhớ là đọc 4 lần 1 nha. Hoặc là bạn có thể chọn cách thứ hai là 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Nhưng mà mình đọc như vậy thì bạn sẽ hơi bị rối á. Cho nên mình chuyển qua thành con số 1 hết cho bạn dễ đọc. Những cái mà số 1 là những cái mà chúng ta dậm chân xuống á. 1, 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1. Đó, hay là những cái mà chúng ta đánh tay xuống thì gọi là số 1 nha. 1. Đó thì cái phần bài hợp âm của bài tình thôi xót xa thì bạn có thể coi trong cái phần mô tả thêm đó. Thì khi mà chúng ta áp dụng theo cái cách này vào phần B thì bạn sẽ tạo được cái màu sắc khác cho cái bài hát đó. Và bây giờ thì mình sẽ chơi lại cái phần B theo cái cách mà chúng ta đánh xuống nha, đánh theo quạt trá nha. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng an, lòng cay đắng khi em quên lỗi hẹn lời yêu, rồi thương em đã quên nhưng lòng an nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phai phai như là mây, có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ em đến tình thôi xót xa. Đó, ok. Và như vậy thì mình vừa đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta chơi được phần điệp khúc bằng cách chúng ta quạt trẻ. Và đây là cái cách quạt trẻ này thì một cái cấu trúc rất là phổ biến để bạn có thể chơi được những cái phần B tốt hơn. Và nếu bạn có bất cứ cái câu hỏi thắc mắc nào về cái phần mình vừa hướng dẫn thì bạn cứ comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn, và mình vừa hướng dẫn các bạn xong cái cách để chúng ta tạo một cái cấu trúc đệm hát chuẩn cho những cái bài hát buồn này, nhẹ này, và nó một cách rất là dịu dàng. Và bạn hãy nhớ là phần A thì chúng ta hãy đệm theo cách là chúng ta móc tay, và phần B chúng ta hãy đệm theo cái cách là chúng ta quạt trẻ. Và thêm một phần lưu ý nữa là cái cách quạt trẻ vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn theo cái cách mà chúng ta dùng phím đây, phím quạt trẻ. Nhưng mà nếu bạn đang đệm mà bạn móc tay, bạn có thể dùng cách chúng ta đánh bằng tay luôn. Thì bạn sẽ cầm giống như chúng ta cầm giống như thả tim đó, và chúng ta sẽ đánh vào cái phần mé bên tay, bên ngón tay của ngón tay trỏ này đó, bạn đánh xuống đó, bạn hơi nghiêng ngón tay xíu và bạn đánh vào cái mé bằng tay này. Bạn có thể dùng phím hay bạn dùng ngón tay đều được hết nha. Đó. Và nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào thì bạn lại tiếp tục comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn, thì bây giờ thì mình sẽ chơi lại một cách nhanh chóng cái bài hát này thông qua hai cách nha. Từ khi quên em, anh đã biết bối rồi, vì những lúc thoáng nghe em cười,
anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi xin em chớ quên. Rồi qua điệp khúc nè. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay, giấc mộng tan, lòng cay đắng khi em quên lỗi hẹn. Lời yêu rồi thương em đã quên, đã quên. Rồi ok, thì Văn vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta chơi một cái bài hát thông qua một cái cấu trúc rất là phổ biến. Và cảm ơn các bạn rất nhiều và bạn đã theo dõi cái clip này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye.